và đặc biệt ngày thứ sáu vẫn là ngày sinh hoạt của quý cụ trong giới cao niên. Đặc biệt hơn nữa là ngày sinh hoạt của quý cụ giới cao niên hôm nay, để chúng ta có cơ hội được chúc phúc của một người anh em trong giáo xứ chúng ta, ông cụ Trình đã 65 năm đời sống hôn nhân gia đình. Xin cộng đoàn một tràng vỗ tay để chúc mừng cho ông bà cụ và xin cảm ơn và giới thiệu tất cả mọi người đây chúc mừng gia đình và cụ một lần hoa của giới gia đình. Lời xin chúc toàn thể hàng hiếu xin nghe ân nhân từ nhìn đến ông bà cụ Trình hôm nay cùng với con cháu các trong gia đình. Xin ơn Chúa đã dùng bí tích kỳ diệu để củng cố mối tình sắc son của ông bà. Giờ đây xin vì việc lành phúc đức mà ông bà đã làm suốt 65 năm qua mà cho được an hưởng tuổi già. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con cho chúng con được là thiên chuẩn sống hạnh phúc cùng Chúa. Chúng ta thấy rằng có nhiều người khi nghe cái bảo hôm nay ông bà cụ Trình đến đây
để dâng lễ tạ ơn trong 65 năm hôn nhân với người nhớ mẹ. Và con nghe bởi vì con nghe nhiều lần con cụ yếu lắm rồi, từ hôm qua rồi mà tại sao có thể mai còn đến là ở dân lễ được. Tôi đã có nghe chung tin đó nhiều người rất là bất ngờ. Chúng ta đã thấy rằng có một điều tin Chúa này, đó là điều mà Thiên Chúa chúng ta đang tự nhiên ở dưới gia đình chúng ta và các nơi nơi mà cụ chỉ còn cháu chúng ta phải nhìn vào người mẹ để chúng ta tạ ơn Chúa. Như là vừa rồi Chúa cũng nói với anh con buổi trong tin mừng hôm nay, hãy đi trình diện với sự tế để biết là mình được sạch. Cho nên chúng ta đang ở trong một lễ gọi là một lễ chuyên nhiệm lên chứ tỏ người ta cho mọi người và lấy quỷ ma của Thiên Chúa tìm với tổ Thiên Chúa thực hiện để cho người để muốn tán thảo sống con người sống một cuộc sống tự nhiên sống một cuộc sống bằng chân lý như tổ Thiên Chúa ngài muốn thực hiện tất cả mọi người và cả đến với quân dân để chúng ta cả mọi người không là chỉ ta càng bị ai đau khổ bị ai nghèo khó càng bị ai tật người càng bị ai bị ngã suy lệ càng những ai quay sạch càng những ai đau ô thì chúng ta trong những chữ là suốt cuộc đời lễ vượt qua tới ngày hôm nay chúng ta thấy xin mừng nào cũng nói tới chữ giảm sạch chữ chữa là quay sạch quay sạch cho anh chị em ai là chẳng có không bận ngày thì bận kia càng cao lên càng lớn tuổi thì càng có vậy nhưng mà Chúa ở trong tên Chúa thì con sửa cái hương thế của người Việt Nam và cái hạnh phúc với tuổi già chúng ta chúng có là sự tận của người chúng ta phúc đến là sự tuổi của nhà phúc để bán trẻ kém ta xa phúc đến tuổi họ càng thêm nghiệp phúc được an nhà tôn đức già phúc đến sự tôn tất ngũ cả phúc thêm quỷ nhiên cuộc đời ta phúc càng thêm tuổi càng thêm đức phúc đức càng thêm các sợ mà vâng phúc đến có thêm cho cuộc sống hay phúc có trong đời người khi nhìn ra trước trong cuộc đời người thì những người cao tuổi những người cao niên có dài đi chỉ được Thiên Chúa chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc nuôi gia đình của mình thế đi có con đã con cháu ở trong cuộc sống hạnh phúc thế đi buổi cao niên của mình bình an hạnh phúc và như vậy các sợ mà các sợ chê không sợ chê bởi có chê thì ta được thì cũng là cái thế trẻ cuộc đời và hành trình thứ ba như vậy rồi và cầu nguyện cho nhau các thi cầu nguyện cho quý vị các thi và các thi hơn nữa cầu nguyện cho bà cụ chị hôm nay một hồi phúc rất lớn tới với bà cụ tới gia đình và nó theo một ngôn ngữ khác của bác sĩ hy vọng ở trong nền khoa học việt nam của chúng ta có thể nói đó là tuổi vàng tuổi ngọc thượng đế ban tặng cho những người gia đình nó khi ngôn ngữ của người thánh giáo hoàng phan phan lô mai thì ngày đó là tuổi gia đình là có tài của gia đình của hạnh phúc ở những gia đình mà có người gia nhân trong cuộc sống cho nên chúng ta phải trả ơn Chúa luôn mà bởi vì Chúa mở ra cho những người chúng ta hôm nay anh chị em như thấy dường như Chúa như cũ mở ra chúng ta thấy trong cuộc sống khi người ta có cái gì thì ta sẽ truyền tải ra rồi tôi nói cái này cho anh định nó cho anh thì người đấy anh đi nói về nó tôi nói cái này cho anh định nó từ người khác nghe nó từ đó thì người ta đang chửi mắng người ta cứ nghe cái điều này và chỉ người ta biết rồi nghe và cứ dần dần đi lên trong đồ lâu dài dài như thế nhưng mà đấy tôi chỉ nói là ra đi trong khi mình hôm nay thì cứ chữa cái con mũi của chúng ta đừng nói cái này đi nhưng mà chúng ta thấy là cái sự đừng nói đó lại là cái sự lan rộng mà bởi chúng ta thấy là tất cả mọi người đều biết đã thấy được người ta lại cố với Chúa để đến với Chúa và được Chúa nhưng có một điều mà để chúng có thể đang được phép tại trong cuộc sống để chúng có thể đang được đến nhiều những chia bò ở trong gia đình của mình có những người có những người bạn tất cả của chúng ta đó là tin tưởng và có dân và là một sự cho hay từ sự ở trong bò ta như người được Thiên Chúa chúng ta cũng mừng được nếu những người con của hôm nay là cái gì người con phải là gì và cũng cái đầy cuộc sống rồi ở không được theo chúa với cộng đoàn nữa một cái gì đó rất họ bệnh tật thứ hai họ chết về tinh thần và không được người khác đón nhận được nếu anh tin tưởng chú anh ta cho thì cái người chú thì nói với chú nên là chú là tôi nên phải và chắc chắn là anh biết là chú ra được nên anh mới nói cái điều thế và khi
đặt chuyển đến theo một cái lời ưu việt đến Trung Quốc, chứ có thể làm cho con người này, chứ có thể làm cho gia đình con người này, chứ có thể làm cho ông bà cha mẹ con người này, chắc là chúng ta thấy được tin tưởng, chúng ta thấy được tự do của mỗi người chúng ta đang để trong Chúa. Chúng sẽ không bao giờ làm để chúng ta thất vọng, để mà Chúa đã làm những phép màu cho người con của hôm nay được có. Thế hơn chỉ Chúa muốn, tôi đó là tôi muốn ai được cơ phải và người chỉ cứ đúc tới người con của đó chính là người chỉ yêu thương và chúng ta muốn quy chạm tới từng người chúng ta, tới gia đình của mỗi người chúng ta, thì ta đã được sự tin tưởng khi các cụ đã tiến giá về sự nhìn ra được cái ba cái kinh nghiệm của cuộc sống, cái quan trọng của đời này, của hành trình niềm tin, của hành trình của đời sống gia đình, của đời sống tự nhiên, cái cụ bên bạn sẽ thực sự thấy được để Chúa có thể đáng được cho mình. Và mình dễ dàng nói với Chúa như người có cụ trong tim mình hôm nay, nếu Chúa muốn trở thành con, nếu Chúa muốn Chúa muốn cho con trở thành cây cổ thụ, những cây đang bỏ cả trên gia đình để rồi có thể thoát lên để mà tốc độ ra nó giúp đỡ ra cho bà cả một hôm nay trong thiên chúa phải có sự hướng dẫn của thần khí chúa, thần khí chúa và máu lửa với cả lòng lấy lòng lấy nhân thể được gồm lửa cuộc đời của người chúng ta lâu mãi nên chỉ khi chúa đi vào cuộc sống mẹ mang thân phận con người chúng ta ngày có thể tình yêu và cái thần chúa muốn lúc nào thì đi cùng chúng ta lúc nào thì đi bao nhiêu thì chúa như một lò lửa của thầy xúc lên thầy thần khí và chính cái sự xúc lên của thần khí ấy sẽ không bao giờ vơi lại trong con người của ngài và ngài sẽ dễ dàng ban phát khí ấy ở trong cuộc sống. Từ khi chúng ta muốn làm như vậy, chúng ta muốn mỗi người chúng ta khác biệt vào cuộc đời của Chúa, có thể yêu cái lửa đến của thánh thần để cuộc đời của chúng ta luôn xúc lên mà khi đã tự xúc lên mình dễ dàng nhận ra đáp án, mình dễ dàng tiếp cận được cha như hôm nay của tất cả các cụ cao niên, của các thành viên gia đình và của trẻ con cháu các gia đình, như vậy các thành viên đời đã ơn anh, đời đã ơn và chúng ta cũng tự nhiên của các gia đình và các gia đình cố gắng của người chúng ta.
khi từ 10 đầu năm chịu khổ này, người thầm bài sân lở tiếp tục vẽ ra cho các vô đề mà đó. Tất cả các con cầm lấy mà ăn đi này là mình phải xin bị lộ vì các con. Cùng một thể thức ấy, người đồng chén đã đưa ra các vô đề mà đó. Tất cả các con cầm lấy họ uống như là chiến máu phải máu sẽ ưu tối những điều đổ ra cho các con gần nhiều người được khác bộ và bằng lẽ là việc này mà được tính phải bây giờ là một nhiệm thức.
Thank you.
Yêu Chúa, Chúa dẫn con qua tháng ngày. Trong tình yêu Chúa, con bước đi không hãi gì. Trong tình yêu Chúa, mỗi bước chân Ngài luôn nâng đỡ con. Dù trong gai, dù gian nguy, đời con sẽ luôn bình yên. Trời soi lối con đi, Chúa là sự thật chân lý công minh, Chúa là nguồn mạch sự sống cho con, biết tin cậy thì được hạnh phúc vui. Trong tình yêu Chúa con náo nương nơi bóng Ngài. Ngước nhìn thắp ra bao hối hận, tình yêu cao quý thay. Dù cô đơn, dù đau thương, đời con sẽ luôn bình yên. Trời soi lối con đi, Chúa là sự thật chân lý công minh, Chúa là nguồn mạch sự sống cho con, biết tin cậy thì được hạnh phúc vui. Đỡ nâng khi ngã gục, bao lần xa ngã trong bóng đêm mỗi hãi hùng. Trong tình yêu Chúa con đứng lên, Ngài luôn giang cánh tay, Ngài nâng con, Ngài yêu con, đời con sẽ luôn bình yên. Chúa vẫn luôn mong ngóng đợi. Bao lần xa Chúa con trôi từ ơn thánh Ngài. Trong tình yêu Chúa, Chúa vẫn luôn rộng ban ơn thứ tha. Lòng khoan dung, tình bao la, đời con sẽ luôn bình yên. Trời soi lối con đi, Chúa là sự thật chân lý công minh, Chúa là nguồn mạch sự sống cho con, biết tin cậy thì được hạnh phúc vô biên. Chúa là mặt trời soi lối con đi, Chúa là sự thật chân lý công minh, Chúa là nguồn mạch sự sống cho con, biết tin cậy thì được hạnh phúc vô biên.
vị có thể nói khi yêu, được yêu và sống trọn đời cho người mình yêu thương, đó quả thật là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Tình yêu là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, và hôn nhân chính là sự kết tinh thăng hoa của tình yêu. Vâng, cách đây 65 năm về trước, có một chú rể hiền tên là Văn Chỉnh cùng với một cô dâu thảo tên là Thị Chịu đã chính thức lên nghĩa vợ chồng trong sự tấp thuận của hai bên gia đình, cũng như sự đón nhận và chúc mừng của bạn bè và những người thân đến ngày hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2021, là ngày kỷ niệm 65 năm ngày cưới của cụ ông và cụ bà. Sự hiện diện của quý vị rất đông đủ trong buổi tối ngày hôm nay, cùng chia sẻ niềm vui với ông bà cùng với những thành viên trong gia đình. Vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Vâng, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ đây xin kính mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chờ đón hai nhân vật hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Vâng, những tràng pháo tay thân thương của quý vị đâu, hãy dành cho ông bà một tràng pháo tay thật lớn nhất được không ạ? Để bây giờ đây để cùng chia sẻ một chặng đường dài vượt qua cùng với 65 năm thì xin mời chú Châu, vị đại diện của gia đình, có đôi lời gửi tới quý khách trong ngày buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin được hân hoan chào đón cha danh sứ, quý dì, quý cố, quý khách và toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Trọng kính cha danh sứ, kính thưa quý vị cùng toàn thể quý vị, sáng hôm nay tại giáo xứ Cây Gáo, cha đã cử hành thánh lễ để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và mừng kỷ niệm 60 năm hôn phối, mùng 8 tháng 1 năm 1956, mùng 8 tháng 1 năm 2021, trong bầu khí thật trang trọng và sốt sắng, để cầu nguyện cho bố mẹ của chúng con trong ngày hồng phúc này. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân gia đình bố mẹ chúng con, xin hết lòng cảm ơn sự hiện diện của cha chánh xứ, quý dì, quý cố, quý chức, quý cha bác đã bớt chút thời gian đến để chia sẻ niềm vui và chúc mừng cho bố mẹ của chúng con trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả quý khách. Sự hiện diện của quý khách là niềm vinh hạnh cho gia đình của bố mẹ chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse ban nhiều ân lành phúc lộc xuống trên tất cả quý vị. Vâng ạ, giờ phút này con xin mời cha chánh xứ lên làm phép của anh ạ. Chúc mừng ông nha. Xin mọi người đang hiện diện đây, chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để chúc mừng cho một đôi hôn nhân đối với kim cương hôn nhân hôm nay. Đó là một hạnh phúc mà như chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, thấy rằng đó là một niềm vui, một hạnh phúc cho đại gia đình của ông bà cụ đây nữa. Chúng ta đang được chia sẻ với niềm vui hạnh phúc này với gia đình ông bà cụ, một cây cổ thụ rất là lớn đang che phủ tất cả con cháu ở đây. Chúng ta cầu nguyện cho ông cụ với niềm vui, với hạnh phúc của tuổi già, chắc chắn rằng cũng sẽ còn nhiều những ân phúc mà Thiên Chúa sẽ xuống tới gia đình qua ông cụ tới con cháu. Vì chúng ta thấy rằng ông cụ tuy tuổi cao, hôm nay kỷ niệm hôn nhân, và ông cụ vẫn còn khỏe lắm. Tôi thì nếu mà cái nhìn của tôi thì ông cụ còn sống lâu lắm, bởi vì ông cụ vẫn còn thính, nó vẫn còn được, cũng vẫn còn cảm thấy rằng so với nhiều người thì chắc chắn rằng không thể nào có thể được bằng cụ đâu, bởi vì phúc đức ta đây hưởng tuổi già mà, phúc này lắm kẻ kém ta xa, đúng không cơ? Xin mọi người một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho ông bà cụ đây. Và chúng ta xin Chúa thánh hóa cuộc gặp gỡ, chia sẻ niềm vui với gia đình lúc này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thánh hóa của ăn do lòng rộng rãi chúng con, Chúa ban cho chúng con lúc này trong cuộc hội ngộ chúng con chia sẻ với nhau niềm vui, chia sẻ ân phúc mà Chúa ban qua gia đình ông bà cụ Trình đây. Tất cả niềm vui hạnh phúc qua con cháu cũng đang được hướng về với ông bà cụ. Tình yêu mà Chúa tỏa lan trong gia đình cũng là tình yêu mà chúng con đang được chia sẻ đây, cũng là mái ấm mà chúng con cũng đang được mời gọi để xây dựng hạnh phúc năm nay, năm của mái ấm lòng thương xót. Xin con luôn nhìn ra được sự hiện diện của Chúa trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng con, và xin Chúa chúc lành cho cuộc nối kết của chúng con trong ân phúc, trong cuộc hội ngộ lúc này với những gì Chúa ban cho chúng con đây qua của ăn để thêm sức khỏe, niềm vui của sự nối kết, sự hiện diện của Chúa cũng là sự đong đầy của ân phúc mà chúng con đang được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta cho nhau một tràng vỗ tay nữa và chúc mừng cho ông bà cụ. Dạ, gia đình chúng con xin trân trọng cảm ơn Cha rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, bằng tất cả sự yêu mến và ngưỡng mộ, chúng ta hãy rót đầy những ly bia, ly rượu của mình để cùng chúc mừng cho ông bà của chúng ta, đúng không ạ? Sau 3 tiếng đếm của tôi. 1 2 3. Những tiếng vô của quý vị đâu ạ? Lại nhá. 1 2 3. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây là các con, các cháu của ông bà có một tiết mục mang ý nghĩa tinh thần muốn dành tặng cho ông bà trong ngày đặc biệt hôm nay. Vâng, xin mời các con, các cháu của cụ ông, cụ bà hãy tiến về phía sân khấu được không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời bác ạ. À, bác Hà là đại diện cho tất cả các con, các cháu trong gia đình. Vâng, quý vị ơi, hãy dành cho gia đình ông bà một tràng vỗ tay thật lớn nhất được không ạ? Vâng, ngay sau đây là gia đình, đại gia đình chúng ta có một ca khúc là dành tặng cho ông bà trong ngày vui hôm nay. Đó là ca khúc Cầu Cho Cha Mẹ Bảy. Nhắn xin trái đơn.
còn thế thì chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây. Mời quý vị chúng ta cứ dùng tiệc vui vẻ cho ngày hôm nay. Vâng, gia đình chúng con tuổi đời 65 năm cuộc sống hôn phối, cha mẹ của chúng con đến giờ này là một cây đại thụ lớn đang hiện diện trước mặt quý vị. Con cháu, cây hạnh phúc đã đơm hoa kết trái, nổ trổ bông trái ngọt. Kính thưa quý vị, ba má chúng con hôm nay được 18 người con, 48 đứa cháu và 24 đứa chắt. Vâng, quý vị, trong giờ phút hạnh phúc này, trong giờ phút ghi lại những cảm xúc của gia đình chúng con, một người con trong gia đình cũng nói lên cái tâm tình đó với bản nhạc Tình Cha sáng tác Ngọc Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ, dạ con đây con xin trọng kính cha xứ, kính thưa quý dì, quý cố, quý chức, toàn thể, quý khách. Và nhân cái ngày kỷ niệm 65 năm thành hôn của bố mẹ con, thì con xin được hát bản Tình Cha cũng như lời tri ân đến người cha của chúng con đây ạ. Xin ban nhạc bắt đầu. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ
ấm, tươi ấm những cánh đời. Nhẹ nhàng bốn con và cha thiết nói, này con yêu ơi, con hành nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chờ bao giờ rồi con, nghèo hồi thì cho sách, sách sao cho thường. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha đã thấu sâu trong tim, cha ơi cha ta thấu yêu, cha ơi cha ta thấu yêu. Dạ vâng, xin cảm ơn giọng ca của chú Trấn rất nhiều. Để tiếp tục chương trình, xin mời bác Hường và bác Tuyết có những vần thơ để gửi tặng cho ông bà trong ngày vui hôm nay ạ. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa quý gì, kính thưa bố mẹ, kính thưa quý ông bà, cha bác và toàn thể quý khách. Tối hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 65 năm hôn phối của bố mẹ chúng con, thật là một diễm phúc khi chúng con còn cha, còn mẹ. Vâng, đúng là một niềm vui không thể diễn tả được. Vậy để tỏ lòng biết ơn, con xin kính tặng bố mẹ một bài thơ để nói lên tâm tình của chúng con về công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Con xin phép được đọc ạ. Công cha cao ngất Trường Sơn, nghĩa mẹ to lớn công ơn bằng trời. Tính sao công của mẹ cha, sinh thành dưỡng dục bao la ngất trời. Dù con đi khắp muôn nơi, công cha nghĩa mẹ muôn đời khắc ghi. Tóc mai nay đã bạc màu, vì bao khó nhọc dãi dầu sớm trưa. Ngại gì dãi nắng dầm mưa, cho con no đủ không thua kém người. Chỉ mong con trẻ vui cười, thì cha với mẹ muôn đời vì con. Mang thai 9 tháng 10 ngày, khó khăn vất vả hôm nay vuông tròn. Ước mơ của mẹ là con trưởng thành ngoan ngoãn là lòng mẹ vui. Ai ơi hãy nhớ trong lòng, công cha nghĩa mẹ đếm đông gì bằng. Trọn đời ơn hiếu con mang, phải nên hiếu thuận đền ơn cao vời. Ngày mai ai biết vô thường, cha không còn nữa nhớ thương vô vàn. Đời con nỗi nhớ miên man, tình cha còn mãi chứa chan tim này. Thắm tình phụ tử đầy vơi, hãy luôn trân trọng người ơi chớ đừng. Đừng gieo nước mắt rưng rưng, đừng làm cha mẹ khổ tâm tháng ngày. Phải nên báo đáp ơn dày, cho trọn chữ hiếu đời này thiêng liêng. Mẹ ơi con chẳng ước gì, ước cha với mẹ suốt đời bên con. Đời con đỏ gót chân son, là nhờ cha mẹ héo hon tháng ngày. Để con khôn lớn ngày nay, là bao khó nhọc ơn dày mẹ cha. Thương con mưa nắng dãi dầu, cày sâu cuốc bấm hao gầy xác thân. Vì con cha phải nhọc nhằn, đời con ghi nhớ ngàn lần công ơn. Khấn xin Chúa cả trên trời, cầu cho cha mẹ muôn đời bình an. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn quý dì, cảm ơn bố mẹ và tất cả quý khách ạ. Một lần nữa con xin kính chúc bố mẹ Chúa cho nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để ở với chúng con thật lâu ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn những phần thơ của hai bác rất là hay và ý nghĩa. Và tiếp theo chương trình xin mời
để giữ được yêu con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, sống nó phải đi. Vì đàn con từ nay bao yêu thương, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Mẹ bên dặn con vui vui, con yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Cho con bao la biết mấy, để lúc con khóc ngất vai con, mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù gặp nít nhưng con thật lòng mòn. Anh sao đến cho con sẽ xoay lòng mẹ yêu, cũng dù con cho bao giấc mơ lòng. Mẹ sưởi ấm chúc tết của con mẹ yêu, dẫn con qua bao nỗi đau lòng mẹ yêu, tin con yêu con nhất lời lòng mẹ yêu. Mẹ mãi sẽ luôn chúc con vui mẹ yêu. Tôi lời chia sẻ với lại gia đình. Vâng, chắc có lẽ rằng cái chương trình ca nhạc ở trong gia đình để cảm ơn cha mẹ cũng tạm ngừng. Xin mời chú Chính, chú Châu đưa bố mẹ vào trong. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép cho cô dâu chú rể vào bên trong ạ. Thưa tất cả mọi người, mỗi một bước đi là một lời cảm tạ. Chúng ta hiệp nhau với ông bà cụ đây 65 năm của hôn phối là một bước đi dài trong ân tình của Thiên Chúa, của đời sống hôn nhân gia đình, để qua mái ấm gia đình chúng ta có nhìn thấy đây một đại gia đình con cháu như chúng ta đã nghe giới thiệu. Và xin hợp với ông bà cụ, hợp với tất cả con cháu trong ngày tạ ơn hôm nay, xin chia sẻ với ca khúc Khúc Cảm Tạ. La 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 la
trầm tàn. Từ đó âm ba vòng ngầm rộn ra trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình cha, giữa chưa xa mặt chảy ra, Chúa như nguồn nước tuôn tràn. Cốt ngân nàng rộn ra vang trong chiều mơ, buồn vã cánh tay ngài đưa, dẫn con vào miền thương nhớ. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành gọi thiên đường. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thầm khẽ. Tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, từ muôn con mãi êm trôi, vương tình yêu ôi tuyệt vời. Cảm ơn tình thương của mọi người, dâng dâng hết tình thương này cho Chúa để với gia đình trong lời tạ ơn. Đến đời đời ngài vẫn yêu con mà thôi, ngài vẫn thương con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành gọi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, thì lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi chê, hãy thương dịu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài cao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thì hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, để hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Một ca sĩ nữa. Tiếp theo chương trình, chúng tôi đã được đăng ký bởi ông Phó Hải. Chắc lẽ là hôm nay ông dành một ca khúc rất sâu lắng ở trong chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho ông Phó Hải. Vâng, chúng tôi đang nhận thấy ông đi lên. Ông rất là tươi cười trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và chắc lẽ là hình như là ông cười cười như vậy, chắc lẽ là hình như là có cả bà Phó đi ngay sau á. Vâng. Cảm ơn anh Hạnh. Con trọng kính cha, kính thưa quý vị. Kính thưa quý khách, hôm nay là ngày rất là tuyệt vời của ông bà, kỷ niệm 65 năm. Theo như con nghĩ là chắc là nhất ở xứ này rồi, chưa có ai bằng như ông bà mà rất là hạnh phúc và tuyệt vời. Theo như nhà con thì lúc đó là ông ba má con chỉ có được là 60 năm mà theo ông bà đến 65 năm thì con nghĩ là rất là hạnh phúc và tuyệt vời. Thì con xin chúc ông bà được sống được trên 100 tuổi với con cháu, và được vui, khỏe và hết tất cả cho gia đình. Sau đây con xin hát quên. Con
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dặn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, rồi sắp tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngang khúc hát vang lên lời khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, rồi sắp tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Nước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt sao nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa nơi nào. Chúa bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dặn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, rồi sắt tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con biết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân. Xin quý vị cùng lắng nghe. Câu chuyện tình này chưa được viết trên tiểu thuyết và cũng chưa làm thành phim, nhưng mà tôi thấy đây là một câu chuyện tình có thật. Câu chuyện tình này vượt thời gian và cũng vượt luôn cả không gian, một mối tình xuyên Việt. Vâng, chúng tôi xin giới thiệu không ai khác, đó là mối tình của cha mẹ tôi. Tại sao mà lại xuyên Việt? Họ yêu nhau từ ở miền Bắc, một cô thôn nữ ở một làng quê nhỏ ở tỉnh Nam Định, và một chàng trai lãng tử. Họ quen nhau dưới một ánh trăng. Kính thưa quý vị, ngày xưa không có Facebook, cũng chẳng có Zalo, không có tin nhắn ở bên ánh trăng. Vâng, họ hẹn hò bên nhau. Và kính thưa quý vị, họ hẹn hò nhau không được bao lâu thì diễn biến đất nước lúc bây giờ là Hiệp định Geneva ký năm 1954.
thì hai người lại theo nhau vào miền Nam. Kính thưa quý vị, mẹ tôi nói với lại bố tôi rằng: chàng ơi, cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng, thiếp cam. Chàng ơi, cho thiếp vào miền Nam, sao mà vui vậy, bên chàng em yêu. Vâng, kính thưa quý vị, một cuộc tình định mệnh đã đi bằng một cái tàu há mồm với số hiệu BV5399. Vâng, kính thưa quý vị, để lại đằng sau biết bao nhiêu niềm thương nhớ quê nhà và tất cả người thân. Họ đi vào miền Nam với bao niềm thương nhớ. Bản nhạc được thể hiện với là sáng tác Nỗi Lòng Người Đi, sáng tác của anh Bằng với buổi giọng ca Chứng Kiến Cảnh Ra Đi năm 1954. Kính thưa quý vị, cùng chào đón nam ca sĩ Quang Bổng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu thêm nam ca sĩ Quang Bổng là anh của ca sĩ Quang Trung. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay nha. Trọng kính nhà cha Trinh Sứ, trọng kính quý sơ, quý chức và toàn thể quan khách. MC để nói quá tay, bởi vì khi đó em đi với ông Chỉnh đi di cư, đi tàu hóa mồm, đi từ Hà Nội tiếp về Nam Định. Nhạc phẩm được mang tên Nỗi Lòng Người Đi. 66 năm cái tuổi già của bản nhạc này rồi, hôm nay con U80 rồi, hát chắc chắn là nó sai. Và xin nhạc phẩm cố gắng lắng nghe nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của anh Bằng. Xuân tròn tắm xanh, đời đây
Sài Gòn bao nhiêu ta ôm em. Vâng, quý vị vừa nghe một bản nhạc nói lại một hoài niệm về một chuyện tình. Kính thưa quý vị, chuyện tình được nối tiếp. Kính thưa quý vị, ba má tôi quen nhau ở Nam Định và họ cưới nhau ở miền Tây và về miền Đông sống, mà ba tôi nói rằng họ không muốn về vùng trời bình yên. Quý vị cũng biết rằng ba tôi trải qua một sự cố về sức khỏe, nhưng ông khi nhìn thấy bà thì ông không muốn về vùng trời bình yên nữa. Ông nói rằng trời đất ơi, làm sao mà 65 tuổi, 65 cuộc sống hôn phối, nhưng ông vẫn cảm thấy mẹ tôi như một người tình. Kính thưa quý vị, vào mùng 8 tháng 1 năm 1956, ba má tôi làm lễ hôn phối tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho do một người cha linh mục người Pháp làm lễ. Kính thưa quý vị, kể lại câu chuyện này, chắc có lẽ rằng xin mời một nàng dâu của bố mẹ tôi kể tiếp cho quý vị nghe một cuộc tình. Bản nhạc được mang tên Ngày Tân Hôn, nói lại ngày kỷ niệm mùng 8 tháng 1 năm 1956 tại thành phố Mỹ Tho. Vâng, quý vị cùng thưởng thức. Vâng, có lẽ là ai giới thiệu là ai là ai. Thưa quý vị, dâu cả của gia đình cho chàng phát tay nho nhỏ.
trắng vai kề và tay nắm tay rồi bắt tay lỡ nói tiếng đâu anh mong ấm nơi khơi lên u hoài mẹ Maria cảm ơn. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ giới thiệu một nữ ca sĩ nàng rất đa tài, đó Linh Nhi. Kính thưa quý vị, chuyên gia ẩm thực, kính thưa quý vị, Lai Thu thực hiện tất cả những cái vui, và Lai Thu cũng có những món ăn rất độc lạ. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có đám tiệc thì Lai Thu sẽ thực hiện đa điểu sóc lu, chim cu cây gáo, cháu lòng giấc mơ, thầy tơ phúc nhạc, tất cả những món trên và còn nhiều món nữa Lai Thu sẽ thực hiện. Và ngay sau đây, vùng trời bình yên với giọng ca của Lai Thu, kính thưa quý vị, cùng một chàng vỗ tay thật lớn cho chuyên gia ẩm thực của chúng ta. Dạ, sau đây là trước tiên Thu cũng xin chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi, và Thu cũng có một bài hát là chúc cho ông bà là một vùng trời bình yên ạ. Và Thu cũng tặng là vùng trời bình yên, và quý khách cho Thu một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Ngày mai nắng say tình thương ngập
xin đại diện cho tất cả các chị em trong cộng đoàn. Trước tiên là con chúc mừng ông bà và đại gia đình. Thật sự là một hồng ân. Hồng ân nối tiếp hồng ân, và con thấy gia đình của ông bà đây rất là nhiều ân phúc. Và giờ phút này con xin thay mặt cho ông bà và tất cả con cháu ở đây cùng hiệp ý, cùng hiệp thông với gia đình, dâng lên Chúa lời tạ ơn và cảm tạ tri ân thay cho ông bà và gia đình qua bài hát Hồng Ân Chúa, Bao La Tình Chúa. Thank you.